và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, một nửa khách hàng ở Gazprom mở tài khoản Gazprom Bank. Một nửa trong số 54 hành khách khách hàng của công ty khí đốt Nga Gazprom đã mở chương mục tại ngân hàng Gazprom Bank để đáp ứng yêu cầu của Moscow buộc khách hàng phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Năm cho biết là nước này đã ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan từ tháng 4 vì họ từ chối đáp ứng yêu cầu của Nga là buộc khách hàng châu Âu phải trả tiền khí đốt bằng đồng rúp. Nhà cung cấp năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Phần Lan, Gazprom, không đáp ứng yêu cầu. Gần như thì tất cả các hợp đồng cung cấp mà các công ty của Liên Âu đã ký kết với Gazprom đều quy định việc thanh toán bằng euro hoặc Mỹ Kim và một số công ty hàng đầu của Tây Phương có chương mục tại Gazprom Bank. Taliban buộc nữ sứ ngôn viên đài truyền hình đội khăn che mặt. Chính quyền của Taliban ở Afghanistan ngày thứ Năm yêu cầu ban giám đốc đài truyền hình tuân thủ lệnh buộc nữ thuyết trình viên đội khăn che mặt khi xuất hiện trước ống kính. Thông báo này được công bố vài ngày sau khi chính quyền yêu cầu phụ nữ Afghanistan đội khăn che mặt ở nơi công cộng, cho thấy họ quyết định quay trở lại chính sách cai trị cứng rắn trong quá khứ của Taliban, leo thang những áp dụng biện pháp hạn chế hoạt động của phụ nữ gây phẫn nộ trong và ngoài nước. Theo Akif Majaha, phát ngôn viên Taliban, quyết định này vẫn được người Afghanistan đón nhận. Hầu hết phụ nữ tại đây phải đội khăn trùm đầu vì lý do tôn giáo. Thế nhưng nhiều người ở những khu vực thành thị như Kabul thì không đội khăn che mặt. Trong thời kỳ cai trị cuối cùng của Taliban từ năm 1996 tới 2001, phụ nữ bị bắt buộc phải mặc áo burqa xanh toàn thân. Mohacha cho biết những nữ thuyết trình viên có thể đeo khẩu trang y tế như đã được sử dụng rộng rãi trong mùa đại dịch COVID-19. Sri Lanka đã tuyên bố vỡ nợ và cảnh báo lạm phát có thể lên tới 40%. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước thì Sri Lanka đã chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình của người dân trên toàn quốc. Trong một cuộc họp ngày 19 tháng 5, thì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka tên là Nandala Wirasinghe cho biết là chính phủ nước này đã thông báo với các chủ nợ rằng không còn khả năng trả các khoản nợ cho tới khi tái cơ cấu trong các khoản nợ này. Vì vậy mà Sri Lanka được quyền tuyên bố vỡ nợ. Các khoản thanh toán trái phiếu vốn đến hạn vào ngày 18 tháng 4 trị giá khoảng 78 triệu đô đi kèm với tín phiếu đáo hạn vào năm 2023 và 2028. Thời gian ân hạn 30 ngày đã hết hạn vào ngày 18 tháng 5. Thống đốc Ngân hàng của Trung ương Sri Lanka cho biết là lạm phát vẫn đang tiếp tục leo thang tại nước này và có thể lên tới 40% cho những tháng tới. Việc đồng nội tệ rupee mất giá mạnh cùng khủng hoảng kinh tế khiến cho Sri Lanka thiếu hụt ngoại tệ để nhập khẩu lương thực và nhiên liệu. Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng thổi bùng lên sự tức giận của người dân trước sự điều hành kinh tế yếu kém của chính quyền. Hồi tháng 4, thì chính phủ Sri Lanka đã tuyên bố ngừng khoản trả nợ nước ngoài trị giá 12,6 tỷ đô để dành ngoại tệ cho việc nhập khẩu hàng hóa thiết yếu. Lãnh đạo Hoa Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan thảo luận việc mở rộng thành viên NATO. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 19 tháng 5 thảo luận với lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan về việc hai nước này xin gia nhập vào khối. Trước chuyến công du Á Châu bắt đầu từ ngày 20 tháng 5, Tổng thống Biden có cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển và Phần Lan tại Tòa Bạch Ốc nhằm thảo luận đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia này. Cố vấn an ninh Hoa Kỳ là James Sullivan cho rằng đây là sự kiện lịch sử khi hai quốc gia từ bỏ truyền thống trung lập, gia nhập vào liên minh phòng vệ mạnh nhất thế giới. Việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu Thụy Điển ngừng ủng hộ những tay súng người nước ngoài mà nước này gọi là phần tử khủng bố, đồng thời yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm bán một số vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, vẫn theo Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là Jake Sullivan, giới chức Hoa Kỳ tin tưởng rằng những mối lo lắng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được giải quyết. Bất cứ quốc gia nào muốn gia nhập NATO sẽ phải nhận được sự đồng ý của toàn bộ 30 nước thành viên. Phần tin Việt Nam, thị trường văn phòng cho thuê ở Sài Gòn sôi động trở lại. Theo các chuyên viên địa ốc, thì thị trường văn phòng cho thuê ở Sài Gòn đang có dấu hiệu sôi động trở lại sau 2 năm đình trệ vì đại dịch COVID-19. Theo như phúc trình của công ty dịch vụ kinh doanh địa ốc toàn cầu CBRE, thì tổng diện tích văn phòng cho thuê ở miền Nam Việt Nam trong 3 tháng đầu đã lên tới 17.000m², chiếm 32% của năm 2021, và tỷ lệ các đơn vị gia hạn hợp đồng thuê khoảng 25%. Phần lớn tọa lạc tại trung tâm thương mại CBD, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 7 và quận 10.
Sự phục hồi hoạt động kinh doanh thương mại của Sài Gòn sau giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự phát triển thị trường văn phòng cho thuê ở thành phố lớn nhất nhì Việt Nam. Công ty Cushman và Wakefield dự đoán là đến năm 2025, Sài Gòn sẽ có thêm hơn 400.000 m² diện tích văn phòng cho thuê ở Kobe Tower 1 and 2, Techcombank Tower, The Sun Tower IFC 1, Hallmark và The Nexus. Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi bị cha ôm nhảy xuống sông cầu Cửa Đại tự tử. Nhân viên cứu nạn của Quảng Nam ngày thứ Năm 19 tháng 5 tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi bị cha ôm nhảy xuống cầu Cửa Đại tự tử 2 ngày trước, ở địa điểm cách đó khoảng 400 m. Báo giới địa phương đưa tin cho hay ông B, 29 tuổi, sống quê ở Quảng Bình, dừng cái xe gắn máy ngay giữa cầu Cửa Đại ở Hội An, ôm con gái leo qua lan can, nhảy xuống sông tự tử. 12 giờ trưa cùng ngày, nhân viên cấp cứu vớt được thi thể của ông ta, người để lại bức thư tuyệt mạng đề cập tới nỗi bế tắc cuộc đời riêng tư của gia đình. Theo giới chức Hội An, ông ta cưới vợ và thuê nhà trọ ở Đà Nẵng. Nguyên nhân xảy ra vụ cha ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu tự tử được xác định là vì mâu thuẫn gia đình. Cũng trong bức thư tuyệt mạng, ông gửi lời xin lỗi vợ và nhắn ông tự tử để cô không bị vướng bận tương lai. Anh báo động dịch ban khỉ lan tràn. Ít nhất là một ca nhiễm virus gây bệnh ban khỉ đã được xác nhận ở Hoa Kỳ và 13 ca nhiễm đang được điều tra ở Canada. Tuy nhiên, thì theo các chuyên viên y tế Anh, thì cộng đồng thế giới chớ nên hoảng sợ trước nguy cơ lây lan bệnh ban khỉ, còn được gọi là bệnh đậu mùa trên toàn cầu. Cơ quan Y tế Thế giới cho biết 5 ca bệnh cũng đã được xác nhận ở Bồ Đào Nha và 7 ca thì ở Tây Ban Nha. Bệnh đậu mùa thường xảy ra tại các vùng Trung và Tây Phi hẻo lánh, xa xôi. Bệnh thường nhẹ và hầu hết là bệnh nhân bình phục sau vài tuần. Theo Tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh, thì bệnh không dễ lây lan giữa người với người và không có nguy cơ là nguy nhiễm cơ lan tràn, lây nhiễm qua nhiều người. Ca nhiễm đầu tiên trên thế giới được ghi nhận ở Anh ngày 7 tháng 5. Cơ quan Y tế Anh cho biết là người này bị nhiễm bệnh vì du lịch Nigeria trước khi quay trở về Anh. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi chi tiết xin mời quý vị có thể liên lạc với số điện thoại là 714-892-5717. Vâng, và cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm và đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng, cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance có 3 địa điểm chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100, trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày vô lượng an lạc.